là vọng gáp của dân quân du kích xã nhà trong suốt quá trình chống Pháp, Mỹ. Giờ đây, trên thân cây vẫn còn những thương tích, nó như một chứng nhân lịch sử kể tội ác của quân thù, đồng thời cũng nhắc nhở nhân dân về chiến công của vị tướng công đã đóng góp cho quê hương. Thân cây to mấy người ôm không xuể, cành lá rườm rà vẫn ngày đêm reo vui trong gió, ca khúc khải hoàn, ca ngợi chiến công của nghĩa quân, cũng như quá trình xây dựng và phát triển của quê hương. Khu lăng mộ được bao bọc trong một khuôn viên không to, 1.527 m², với bức tường xây cao ráo sạch đẹp, được khởi công xây dựng năm 2002 và khánh thành vào ngày 30 tháng 1 năm 2005. Ngay trước cổng vào là khoảng sân rộng lát gạch đỏ với những ô vuông vức. Phía bên tay phải là ngôi nhà ngói ba gian, đỏ tươi, đơn sơ, mộc mạc mà thấm đẫm tình cảm của người dân nơi đây. Ngôi nhà đó có một gian nhỏ bé để làm nơi đón tiếp khách. Những gian còn lại là nơi lưu trữ những hiện vật của quân khởi nghĩa. Đến thăm nơi đây, ta sẽ được ngắm nhìn những vũ khí của nghĩa quân năm xưa với dao, giáo, kiếm, khiên, mác. Vũ khí thật đơn sơ mà nghĩa quân đã dùng để giết giặc. Ngắm nhìn vũ khí đó, ta mới thấu hiểu cuộc kháng chiến của quân ta gian khổ biết nhường nào. Và chúng ta càng hết sức khâm phục tinh thần yêu nước của họ, vì họ đã lấy vũ khí thô sơ để chống lại vũ khí tối tân của giặc. Điều gì khiến họ có quyết tâm như vậy? Phải chăng những người nghĩa quân nói riêng và dân tộc ta nói chung đã thấu nỗi đau nô nệ, chán cảnh đầm than và khát khao độc lập tự do, phát huy truyền thống anh dũng chống ngoại xâm của cha ông? Nếu ta ngắm nhìn những hiện vật và lắng sâu sự tưởng tượng, chúng ta như thấy hồn dân tộc đang hiện về với khí thế hào hùng như đang diễn ra với những chiến công chói lọi. Phía bên tay trái là khu vườn hoa cây cảnh thật đẹp, rộng rãi, được nhân dân trong xã, các đoàn thể, du khách các nơi đến viếng thăm và trồng cây lưu niệm để tỏ lòng biết ơn thành kính đến vị tướng công cũng như các bậc trung thần nghĩa sĩ đã hy sinh quên mình vì đất nước. Đằng sau khu lăng mộ là bức phù điêu. Bức phù điêu này được chạm khắc trên bức tường thật giản dị, tiết kiệm mà vẫn tôn vinh được hình ảnh của nghĩa quân bãi sậy năm xưa. Toàn cảnh bức phù điêu được phủ bởi lớp ve màu hồng, làm nổi bật hình ảnh của nghĩa quân đang xung trận, khí thế bừng bừng. Ngắm nhìn bức phù điêu, ta như bị cuốn mình vào với khí thế của cha ông, rồi ta tự nhận thấy trách nhiệm của một công dân đất Việt. Đằng sau bức phù điêu là bãi cỏ lau được nhân dân địa phương trồng, chăm sóc, để mỗi khi chúng ta có dịp ngắm nhìn là ta lại thấy được hình ảnh của quê hương ta nơi đây ngày thời xưa là vùng đầm lầy lau sậy tùm. Nhưng nhân dân ta đã phát huy truyền thống của vị hoàng đế đầu tiên của nước Đại Việt, Đinh Tiên Hoàng, lấy bông lau làm cờ đánh trận. Những bông lau vươn cao, thẳng đứng, đung đưa theo chiều gió như hồn của non sông đang vọng về, gợi nhắc người dân nơi đây hãy phát huy hơn nữa truyền thống của cha ông để xây dựng đất nước xứng đáng với truyền thống của quê hương anh dũng. Giữa khu di tích, nơi trang trọng nhất là nhà bia và phần mộ của vị tướng công. Phần mộ được xây thấp, chắc chắn, không to cao, đơn giản như chính cuộc đời của vị tướng công vậy. Và thường ngày, người dân địa phương vẫn đến đây thắp những nén nhang thơm để vui lòng người đã khuất. Trước phần mộ là nhà bia được thiết kế với các bậc cấp cao vuông vức, nát gạch men, sáng bóng, sạch sẽ, thông thoáng bốn mặt. Bao phủ phía trên là vòm mái uốn cong, cầu kỳ, kiểu cách. Mái ngói đỏ tươi dựng trên bốn cột tròn bốn góc. Mái gồm hai cấp, thu nhỏ dần trên để có được mái lóc nhỏ xinh xắn. Trên đó được các nghệ nhân kỳ công đắp hình rồng phượng, khiến cho nhà bia vừa có phong cách hiện đại lại vừa không mất đi vẻ cổ kính oai phong của thời xưa. Ngay ngắn giữa khu đất trên bậc cấp là tấm bia đá được chạm khắc công phu và khéo léo. Có lẽ khi chạm khắc tấm bia, nghệ nhân đã gửi hồn mình vào đó, khiến cho hình chạm khắc rất thật mà sống động. Những dòng chữ trên bia là cuộc đời sự nghiệp của vị tướng công, ghi ngắn gọn mà cô đọng xúc tích. Nguyễn Thiện Thuật,
sinh ngày 23 tháng 3 năm 1844, mất ngày 25 tháng 5 năm 1926, tự là Mạnh Hiếu, quê làng Xuân Dục, huyện Đường Hào, nay là làng Xuân Đào, xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Là con cả của một gia đình nhà nho nghèo, thuộc dòng họ hậu duệ thứ 14 của Nguyễn Trãi. Cha ông là Tú Tài, Nguyễn Tuy, làm nghề dạy học. Các em trai ông là Nguyễn Thiện Dương và Nguyễn Thiện Kế, sau này cũng đều tham gia khởi nghĩa Bãi Sậy. Năm 1874, ông thi đỗ Tú Tài, được cử làm bang biện do có công đánh giặc ở Kim Môn, tỉnh Hải Dương. Năm 1876, ông tiếp tục dự kỳ thi nho học nhưng chỉ đậu cử nhân. Sau đó, Nguyễn Thiện Thuật được thăng chức tri phủ ở Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Rồi ông được bổ nhiệm giữ chức tán tướng quân vụ tỉnh Hải Dương. Năm 1881, ông giữ chức chánh sứ Sơn Phòng, tỉnh Hưng Hóa, kiêm chức tán tương quân vụ tỉnh Sơn Tây. Khi Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai năm 1882-1883, Nguyễn Thiện Thuật đã kháng lệnh triều đình nhà Nguyễn, quyết tâm đánh giặc. Vào khoảng đầu năm 1883, ông sang Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ngày nay, chiêu mộ quân sĩ và liên kết với Đinh Gia Quế, người huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, lập căn cứ Bãi Sậy, quê Đinh Gia Quế, để chống Pháp. Cuối năm 1883, sau khi ký hiệp hứa ước Hác Măng, vua Tự Đức ra lệnh bãi binh ở Bắc Kỳ, nhưng Nguyễn Thiện Thuật kháng chỉ và lên Hưng Hóa, Tuyên Quang cùng với Nguyễn Quang Bích tiếp tục kháng chiến. Năm 1884, thành Hưng Hóa thất thủ, ông tiếp tục rút lên thành Lạng Sơn, phối hợp với Lã Xuân Oai, tuần phủ Lạng Bình, Lạng Sơn, Cao Bằng kháng Pháp. Cho tới khi thành này thất thủ năm 1885, thì trốn sang Long Châu, Trung Quốc. Tháng 7 năm 1885, vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần Vương, Nguyễn Thiện Thuật trở về Bãi Sậy thay Đinh Gia Quế đã mất, lãnh đạo khởi nghĩa Cần Vương kháng Pháp. Do ông là viên quan tích cực hưởng ứng phong trào Cần Vương nhất ở Bắc Kỳ, nên vua Hàm Nghi cho ông chức Bắc Kỳ Hiệp Thống Quân Vụ Đại Thần, nhằm làm hạt nhân tập hợp quan lại tiến bộ và dân chúng ở Bắc Kỳ để kháng Pháp. Nghĩa quân Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật đã áp dụng chiến thuật du kích dựa vào sự ủng hộ của dân chúng, núp ẩn, núp hiện, đánh úp đồn Pháp trên đường Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, hay dựa vào địa thế sình lầy, nau sậy, tùm, dễ tiến thoái của căn cứ để chống Pháp càn quét vào Bãi Sậy. Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy lan rộng ra khắp tỉnh Hưng Yên và các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, liên kết được với một số lãnh tụ Cần Vương như Tạ Hiện ở Thái Bình, Nam Định, tạo thành cả một phong trào rộng ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ suốt những năm 1885-1889. Năm 1888, Pháp cho Hoàng Cao Khải đem quân đàn áp, tán thuật trao quyền chỉ huy cho em trai là Nguyễn Thiện Kế và tùy tướng là Đốc Tít, tức Nguyễn Đức Mậu, rồi sang Trung Quốc tìm gặp Tôn Thất Thuyết, bàn cách tăng viện, nhưng việc không thành. Ông mất vì bệnh ngày 25 tháng 5 năm 1926 và được an táng tại trên quả đồi thuộc Hương Quan Kiều, ngoại vi thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Bia mộ khắc dòng chữ Việt Nam Cách Mạng Cố Tướng Quân Nguyễn Thiện Thuật. Chi mộ, vào năm 1990, Việt Kiều ở Trung Quốc đã di chuyển phần mộ Nguyễn Thiện Thuật từ đồi Hương Quan Kiều về đồi Đại Lĩnh phía nam thành phố Nam Ninh. Được sự quan tâm của các cấp các ngành từ huyện, tỉnh và trung ương, vụ lãnh sự Việt Nam tại Trung Quốc cùng với gia đình dòng họ Nguyễn tộc, được phép của chính quyền tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, ngày 30 tháng 1 năm 2005, Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Hưng Yên và gia đình đã tổ chức lễ cát
táng phần mộ vị tướng công. Hài cốt của cụ đã được di dời từ thành phố Nam Ninh, Quảng Đông, Trung Quốc về an nghỉ ngay tại đài tưởng niệm giáp chùa Sùng Bảo trong quần thể khu di tích lịch sử văn hóa xã nhà. Sau gần 60 năm nằm yên nghỉ nơi đất khách quê người, tên tuổi của người anh hùng Nguyễn Thiện Thuật đã đi vào sử sách và được tôn vinh về tinh thần yêu nước, thương dân, kiên quyết đấu tranh tìm đường giải phóng dân tộc. Việc di chuyển hải cốt tướng công Nguyễn Thiện Thuật về an nghỉ tại khu tưởng niệm của quê hương là việc làm đầy tình nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đến thăm khu di tích lịch sử này, chúng ta không chỉ thấy được tinh thần yêu nước của vị tướng công, những người nghĩa sĩ, mà du khách còn được tiếp đón nồng nhiệt bởi tấm lòng chân thành và mến khách của người dân nơi đây.